đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta biết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong cay nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tìm Chúa kêu mời mặc tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là một từ dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Tôi tin, chúng tôi tin, ác thần là bậc thầy tạo ra dáng vẻ bên ngoài. Phêrô Phạm Văn Trung biên tập theo Aletheia. Cần có con mắt sáng suốt để thấy rằng sự thật nằm ở kết quả mà sự thật đó sinh ra, không phải ở dáng vẻ bên ngoài mà nó muốn bạn tin. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Trong một thế giới bị chi phối bởi dáng vẻ bên ngoài, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ được dừng ở dáng vẻ bên ngoài để làm tiêu chuẩn phân biệt, nhưng chỉ và duy nhất dựa vào kết quả. Thật vậy, ác thần là bậc thầy về dáng vẻ bên ngoài, và chính vì điều này mà nó ngay lập tức thu hút được khán giả và sự đồng thuận. Thay vào đó, cần có con mắt sáng suốt để nhận ra rằng sự thật nằm ở kết quả mà sự thật đó sinh ra, chứ không phải ở dáng vẻ bên ngoài mà nó muốn bạn tin. Đây là trường hợp của rất nhiều điều xảy ra với chúng ta, hoặc chúng ta trải nghiệm ở mức độ con người, xã hội, chính trị, văn hóa và thậm chí cả tôn giáo. Trên thực tế, không phải là hiếm những khi giáo hội bị xâm chiếm bởi các tiên tri giả, những kẻ tạo được sự đồng thuận rộng rãi thông qua sự xuất hiện của họ. Các tiên tri giả này dường như đang trấn an chúng ta chính bằng số lượng tín hữu mà họ thu thập được. Nhưng trên thực tế, Chúa Giêsu nói họ là sói dữ tham mồi. Khi ai đó nói với tôi hãy nhìn vào phong trào đó, hoặc hãy nhìn vào hiệp hội đó, viện tôn giáo đó, dự án giáo hội đó và xem họ có bao nhiêu tín đồ, linh mục Luigi Maria Epicocco, phụ tá trong bộ truyền thông Vatican và người phụ trách chuyên mục cho tờ nhật báo L'Osservatore Romano của Vatican từ năm 2021, thường nói với những người này rằng
nhìn vào các con số là tiêu chuẩn sai lầm, bởi vì kết quả không được nhìn thấy bằng con số mà bằng sự thánh thiện. Trên thực tế, nếu bạn có những con số đáng kinh ngạc nhưng sau đó tạo ra sự hoang mang trong lòng mọi người bằng cách nói xấu về Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Giáo lý, Công đồng, Đức Mẹ Maria hoặc Phụng vụ, tất cả những điều đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng có một con sói đang ẩn nấp đằng sau những kinh nghiệm đó. Những nhà cải cách thực sự trong giáo hội không phải là những người tự xưng mình như vậy, mà là những vị thánh. Tôi biết không có vị thánh nào tự cho mình quyền hành. Đúng hơn, các vị thánh thực sự thường thay đổi mọi thứ nhờ vào hoa trái chân thật nhất của Thánh Thần, sự khiêm nhường. Một minh chứng cho chuyện này chính là gương Thánh Pio năm dấu, còn gọi là Padre Pio. Thánh Padre Pio phản ứng như thế nào khi Tòa Thánh Vatican im lặng? Thánh Padre Pio bị cấm cử hành thánh lễ công khai, hoặc thậm chí bị cấm đưa ra những hướng dẫn thiêng liêng cho các tín hữu của Ngài. Nhiều người nghi ngờ về dấu tích kỳ diệu của Padre Pio và tất cả sự chú ý đến Ngài từ hàng ngàn người hành hương đổ về tu viện của Ngài. Một số người ở Vatican lo lắng rằng sự nổi tiếng của Padre Pio chỉ dựa trên một lời nói dối và rằng mọi người đang đi theo một nhà tiên tri giả. Họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và thậm chí lắp đặt các thiết bị nghe bí mật để theo dõi các cuộc trò chuyện của Ngài. Có một số người trong hệ thống phẩm trật muốn bắt Padre Pio, và những người này khẳng định rằng Ngài đang đánh lừa mọi người và dẫn đến một cuộc sống hai mặt. Đỉnh điểm của điều này là cố chuyển vị giáo sĩ được yêu quý đến một tu viện khác và cấm Ngài hoạt động trong tư cách một linh mục một cách công khai. Đám đông giận dữ đến để bảo vệ Ngài. Người dân địa phương đã rất tức giận khi nghe tin Ngài sẽ bị chuyển đi. Theo cuốn tiểu sử Padre Pio, The True Story, được xuất bản bởi Our Sunday Visitor, khoảng 10 giờ tối, một đám đông giận dữ ập xuống tàu khu trục nhỏ. Họ chặn cửa không cho một linh mục mà họ tin rằng sẽ đưa Padre Pio đi. Đám đông vẫn chưa rời đi cho đến khi Padre Pio nói với họ: "Anh chị em yêu dấu của cha, bây giờ cha cầu xin anh chị em hãy nghe cha như anh chị em vẫn thường nghe và trở về nhà của mình mà không làm hại đến ai." Điều này cho các quan chức của giáo hội thấy rõ rằng không thể chuyển Padre Pio đi một cách an bình được. Thay vào đó, Vatican quyết định hạn chế khả năng của Ngài, loại Ngài ra khỏi cuộc sống cộng đoàn. Padre Pio sẽ bị tước bỏ tất cả các năng quyền trong chức vụ linh mục của mình, ngoại trừ năng quyền cử hành thánh lễ, điều mà Ngài có thể tiếp tục làm, miễn là việc đó được thực hiện riêng tư trong các bức tường của nhà thờ, trong nhà nguyện bên trong và không công khai trong nhà thờ. Đó là một thập giá khó khăn mà Ngài phải gánh chịu, nhưng Ngài đã tuân theo và phục tùng sắc lệnh. Bề trên tu viện đọc cho Padre Pio sắc lệnh và vị giáo sĩ thánh thiện đáp lại: "Ý Chúa được thực hiện. Ý muốn của bề trên là ý muốn của Chúa." Ý muốn của bề trên là ý muốn của Chúa. Vài năm tiếp theo, Padre Pio sống trong im lặng, cử hành thánh lễ một cách riêng tư và không đón tiếp khách đến thăm. Ngài thậm chí không thể viết thư cho những đứa con tinh thần của mình. Người con khiêm tốn và ngoan ngoãn. Trong thời gian này, nhiều người đến bênh vực Padre Pio, đệ đơn thỉnh nguyện
viết thư và thậm chí xuất bản sách. Padre Pio kinh hoàng trước phản ứng này và thúc giục họ dừng lại, viết thư cho giám mục địa phương để khẳng định sự không đồng ý của ngài với họ. Con phải nhắc lại rằng con rất ghê tởm những hành vi không đáng có của một số tiên tri giả nào đó nói thay cho con. Họ nên dừng việc tuyên truyền sai lầm và không đáng có này. Nhưng trong khi đó, họ lại theo đuổi sự cuồng tín bệnh hoạn của mình, không quan tâm đến quyền bính tối cao của giáo hội. Do đó, con trở thành một người con khiêm tốn nhất và hoàn toàn vâng lời giáo hội công giáo. Với lòng khiêm nhường sâu sắc, con hôn lên chiếc nhẫn thiêng liêng của Đức Giám Mục và tuyên xưng với Đức Cha rằng con là người con khiêm tốn và vâng lời nhất của Đức Cha. Trên tất cả, mặc dù những lời buộc tội chống lại ngài được chứng minh là sai và cuối cùng ngài được phép làm mục vụ không hạn chế, dù vậy, Padre Pio vẫn tuân theo sắc lệnh và giữ im lặng, tin tưởng vào kế hoạch quan phòng của Chúa. Mở lòng ra cho sự quan phòng. Là con người, dù đàn ông hay phụ nữ, khiêm hạ là mở lòng ra đón nhận hành động quan phòng của Thiên Chúa đối với tương lai của mình. Người đó không tìm kiếm, cũng không mong muốn kiểm soát mọi thứ, cũng không tìm lời giải thích cho mọi việc. Người đó tôn trọng sự kín ẩn trong lối sống của mọi người và tin cậy vào Thiên Chúa, ngay cả khi ngày mai có vẻ không chắc chắn. Người đó không cố gắng tìm biết những ý định bí mật của Thiên Chúa, cũng như những gì nằm ngoài sức của mình. Đừng tìm những điều quá khó đối với con, những điều vượt sức con. Con đừng xét tới. Ơn của Thiên Chúa là đủ cho người đó, vì ơn của Thầy đã đủ cho anh, và sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta tìm thấy ân sủng này bằng cách thường xuyên đến với Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tham dự vào sự sống của ngài. Trong lời tạ ơn cảm động đối với Thiên Chúa Cha của ngài, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ mọi thời đại hãy đến gần ngài. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúng ta đến gần Thiên Chúa qua sự khiêm hạ của Chúa Giêsu trong máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, ở làng quê heo hút Nazareth, trên thập giá sỉ nhục và hủy diệt của đồi Canvê, và ngày nay trong bánh thánh nhỏ bé. Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta để chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu với lòng khiêm hạ mà mẹ đã tiếp nhận ngài, là ánh sáng cho một thế giới chìm trong bóng tối kiêu hãnh phô trương, bị chi phối bởi dáng vẻ bề ngoài, không thấy gì khác ngoài chính cái tôi ích kỷ đáng tội của mình. Quay lưng với Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng luôn khát khao giải thoát chúng ta khỏi ác thần đội lốt chiên, nhưng bên trong là sói dữ tham mồi, và bày tỏ cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Phêrô Phạm Văn Trung, hẹn gặp lại. Ta quyết hiến đang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi. Chúa
Chúa là ánh sáng soi lối ta đi, đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đứng trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo, Chúa là chân lý ta quyết tin yêu, đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm, mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tin Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương.